Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu có bác mẫu xe đạp địa hình Format, một dòng xe đạp địa hình không nhôm thương hiệu của Nga. Xe được sử dụng bộ chuyển động Shimano Atut. Thì đây là một cái mẫu xe mà dành cho các bác đang tìm kiếm một chiếc xe đạp đủ tốt và trong cái tầm giá rẻ từ khoảng 5 đến 7 triệu. Thì đây là một chiếc xe nó đáp ứng đủ những cái nhu cầu để cho các bác rèn luyện sức khỏe và thể dục thể thao hàng ngày. Với trang bị bộ khung nhôm thương hiệu cũng rất là tốt của Nga rồi. Bộ chuyển động Shimano Atut cũng rất là ngon trong cái tầm giá. Và xe thì được sử dụng thêm cặp bánh là 27,5 inch. Mayer là Mayer bi vòng của Lovatec. Đáp ứng đủ những nhu cầu cần thiết cho một chiếc xe giúp các bác di chuyển trên đường để rèn luyện sức khỏe rồi thể dục thể thao. Đó, hôm nay về tông màu đen xanh rất là đẹp. Thành hiệu Format của Nga rất là quen thuộc với các bác chơi xe. Màu đồ là đét 66, bánh 27,5 inch. Toàn bộ xe là em nhập khẩu nguyên chiếc, nguyên bản chính hãng, nguyên zin 100% các bác nhé. Clip là 9 tầng clip và 3 tầng đĩa cho 27 tốc độ khác nhau, đùi đĩa trục rỗng, đùi nguyên zin của Format theo xe để chuyển động để trước để sau, tay bấm xả tút. Máy Lovatec, bánh bi vòng, chạy bi vòng bạc đạn, bánh 27,5, nguyên zin luôn, lốp zin, vành zin. Đó, nhìn những cái vân lốp này, chúng gọi là được sử dụng cũng khá là ít. Chứ cái vân lốp còn tương đối là mới. Yên cũng zin nguyên bản này. Đến phần là ghi đông cũng được trang bị tay bấm là Aseza với 9 speed với 9 tầng lít, và bên này là 3 tương 3 tầng đĩa cho cái 27 tốc độ khác nhau. Xe đã có trang bị phanh dầu luôn các bác nhé, phanh dầu của Shimano rất là ngon. Trong cái tầm giá đang bán chiếc xe chỉ có là 6.800.000 thì được những option ngon nhất trong cái tầm giá. Ủa, giảm sóc dầu theo xe nguyên zin, có khóa giảm sóc này. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 56 cm. Và xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m6 đến 1m7 thì phù hợp. Chuyển động Atut 9 lít 3 đĩa đó. Rất là ngon. Các bác nhìn trên màn hình chuyển động rất là mượt. Và chiếc xe đang được bán với mức giá thì cũng là 6.800.000, bao ship toàn quốc, tất cả các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác những video lần sau.